Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau thời gian dài gây sốt, không ít dự án bất động sản ăn theo sân bay Long Thành hiện rơi vào cảnh vãn chợ chiều. Để nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính vào thế khó, đối diện nguy cơ chung vốn thời gian dài, thậm chí phải bán tháo. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Gem Sky World là dự án khu đô thị thương mại rộng 92,2 ha do Đất Xanh Group phát triển tại xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai. Dự án từng gây chú ý khi chỉ cách sân bay Long Thành khoảng 5 km, có shop house, nhà phố thương mại, nhưng đến nay rơi vào cảnh điều hiu. Sau hơn 3 năm triển khai, chủ đầu tư dự án Gem Sky World khẳng định các công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024 để bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên đến nay, do những vấn đề về tài chính, nhiều công trình hạ tầng của dự án vẫn đang bỏ ngang, hàng loạt nhà phố gia dở. Tương tự, dự án Century City tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành do tập đoàn địa ốc Kim Oanh phát triển, nằm trên đường tỉnh lộ 769 gần sân bay Long Thành, hiện cũng vắng người qua lại. Nhiều khu shop house triệu đô từng được cho thuê hàng chục triệu đồng một tháng, nay đắp chiếu. Cách đó không xa, dự án STC Long Thành hơn 20 ha do công ty cổ phần bất động sản STC Golden Land làm chủ đầu tư, có vị trí đắc địa, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh 769 và sát khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn cũng không khá khẩm hơn. Tình cảnh chung là cò bốc hơi, khả năng thanh khoản chậm. Đáng chú ý, không chỉ các dự án nhà ở, phân khúc đất nền ven sân bay Long Thành vốn được đánh giá rất cao, hiện cũng lâm vào cảnh u ám, thanh khoản nhỏ giọt, nhiều nhà đầu tư ngợp tài chính buộc phải tìm cách cắt lãi, thậm chí cắt lỗ tới 25 đến 30%. Điển hình, tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, nằm cách sân bay Long Thành khoảng 3 km, đang dần hoàn thiện sau thời gian dài đầu tư. Nhiều ngôi nhà kiên cố đã và đang được xây dựng, dân cư bắt đầu vào ở, tuy nhiên cũng còn không ít lô đất còn bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Chia sẻ với báo chí, anh Tuấn, một môi giới được mệnh danh là thổ địa tại khu vực này tiết lộ, giá đất tại đây từng vọt lên tới mức 48 đến 75 triệu đồng một mét vuông vào thời điểm sốt đất đầu năm 2020. Đến hiện tại, giá đã giảm 15 đến 30% tùy vị trí. Trước năm 2018, khi các thông tin về quy hoạch còn mờ nhạt, đất đai xung quanh khu vực dự án đều là đồng không mông quạnh, nên giá đất rất rẻ, chỉ vài trăm nghìn đồng một mét vuông. Khi dự án sân bay bắt đầu khởi công, giá đất liên tục thiết lập những đỉnh cao mới, nhiều lô đất hiện đã gấp 10 đến 15 lần 5 năm trước, anh Tuấn cho hay. Cần phải nhấn mạnh, dự án sân bay Long Thành là công trình trọng điểm có vốn đầu tư giai đoạn 1 lên đến 5 tỷ đô la Mỹ, dự kiến vận hành từ năm 2026 với lợi thế về hạ tầng kết nối khu vực, đặc biệt là với thành phố Hồ Chí Minh, dư địa tăng giá bất động sản khu vực này vẫn được đánh giá rất cao. Chính vì vậy, dù đang rơi vào cảnh vãn chợ chiều, nhưng nguy cơ của người này lại là cơ hội của người khác. Nhà đầu tư có dòng tiền mạnh, tầm nhìn tối thiểu là 3 đến 5 năm vẫn đang chờ đợi để bắt đáy các sản phẩm tốt, đặc biệt là các sản phẩm cắt lỗ sâu 25 đến 30%. Đơn cử như trường hợp của chị Hoàng Mỹ Hạnh, nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh, từ cách đây 3 tháng đã bắt đầu cùng các cộng sự tỏa đi sang đất ven khu vực sân bay. Ưu tiên của chị là những lô đất sạch pháp lý, tầm giá 1,3 đến 2,1 tỷ đồng, nằm gần khu dân cư, có hạ tầng kết nối với tuyến đường chính. Gần nhất, vào đầu tháng 12, khi trở lại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, gọi điện vào số điện thoại in trên biển quảng cáo nhà đất treo ven tuyến đường N2. Cò đất tiếp chuyện chị Hạnh trên điện thoại giới thiệu tên mình, đưa ra một danh sách các nền đất có nhu cầu sang nhượng. Trong hàng dài các sản phẩm được môi giới đưa ra, có một lô mặt đường gây ấn tượng với chị Hạnh. Với bề ngang 5m, dài 20m, được quảng cáo có vị trí đắc địa, giá bán gần 5,3 tỷ đồng. Môi giới cam kết đây là mức giá mềm, chủ cũ cần tiền gấp nên bán. Chỉ đợi vài tháng nữa là giá lên. Môi giới thừa nhận giao dịch đất nền khu vực này hiện khá trầm lắng, nhưng cam kết chỉ là tạm thời, giá sẽ tăng trở lại. Nếu đồng ý gặp trực tiếp, tôi sẽ được dẫn đến tận nhà chủ đất để thương thảo kỹ hơn. Môi giới còn nói thêm là đường này giá đang mềm, chứ trục đường đối diện giá cao hơn 30 đến 40%, chị Hạnh chia sẻ. Có thể thấy trong bối cảnh các dự án ăn theo sân bay Long Thành đang gặp khó về thanh khoản, không ít nhà đầu tư đuối tài chính phải tìm cách giảm giá để bán ra, tạo cơ hội cho những nhà đầu tư mới có dòng tiền mạnh hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sau thời gian dài bị môi giới thổi lên quá cao, đất nền vùng ven sân bay Long Thành hiện đã qua thời ăn bằng lần, giá vẫn cao nhưng rất khó bán. Nhà đầu tư mới nhảy vào thời điểm này đối diện với rủi ro rất lớn, dù dư địa tăng giá trong tương lai là có. Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần phải xem xét thật kỹ yếu tố pháp lý của dự án đó và phải rà soát kiểm tra lại bản quy hoạch của địa phương. Với những siêu dự án như sân bay Long Thành, sẽ có thêm những tuyến đường nhỏ kết nối vào. Nếu bỏ tiền đầu tư vào những dự án vướng vào vấn đề quy hoạch hay pháp lý sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Ông Võ Hồng Thắng, chuyên gia của DKRA Việt Nam, khuyến cáo trong giai đoạn nhiều biến động, nhà đầu tư cần xác định chiến lược đầu tư trong trung và dài hạn. Từ đó mới đảm bảo được lợi nhuận kỳ vọng, bởi các dự án hạ tầng lớn thường có thời gian hoàn thành kéo dài. Ở thời điểm này, dù giá đất ăn theo sân bay Long Thành đã chững lại, nhiều nhà đầu tư bị ngợp tài chính có xu hướng giảm giá để bán ra. Tuy nhiên, vì đất đã bị thổi giá nên sau khi cắt lỗ 30 đến 50% vẫn ở mức rất cao so với kỳ vọng tăng giá trong tương lai. Vì vậy, nếu muốn rót tiền, nhà đầu tư cần tầm nhìn dài hạn, đồng thời tìm hiểu kỹ để tránh chôn vốn quá lâu. Ngày 9 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga thuộc đoàn Hải Dương cho rằng về nguyên nhân sân bay Long Thành chậm phải điều chỉnh, trong tờ trình của chính phủ nêu chủ yếu các nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đại biểu cho là chưa thuyết phục, cần xem xét những nguyên nhân chủ quan. Đại biểu đề nghị cần có những đánh giá xác thực hơn nguyên nhân dẫn đến việc triển khai dự án bị chậm nhiều so với tiến độ, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, để từ đó có biện pháp khắc phục hiệu quả, tránh việc đã gia hạn nhưng vẫn tiếp tục chậm trễ trong thời gian tới. Ngoài ra, công tác triển khai đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại đời sống cho người dân được tiến hành quá chậm, trong khi đây là nội dung quan trọng của dự án. Bà Nga đề nghị cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và có giải pháp cụ thể cho vấn đề này. Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa thuộc đoàn Đồng Tháp bày tỏ chia sẻ với chính phủ cũng như tỉnh Đồng Nai vì dự án sân bay Long Thành là một công trình trọng điểm quốc gia có vai trò quan trọng kết nối các tỉnh thành, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng với các trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước, đồng thời kết nối với quốc tế. Tuy nhiên, theo đại biểu, trên thực tế thì tiến độ dự án sân bay Long Thành đang rất chậm chạp và gặp nhiều khó khăn. Lý do nêu là khi triển khai dự án rơi vào thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, đại biểu cho rằng đây không phải là lý do chính. Về việc yêu cầu thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được triển khai một lần và hoàn thành trước năm 2021 là nội dung được quy định trong Nghị quyết 53/2017 trên QH14. Tuy nhiên, theo đề nghị trình Quốc hội tại kỳ họp này là từ hết năm 2021 cho đến hết năm 2024, tức là dự kiến sẽ chậm tới 3 năm. Đại biểu Hoa đặt vấn đề việc điều chỉnh thời gian của dự án thành phần này đã và sẽ ảnh hưởng như thế nào với tiến độ hoàn thành. Đưa vào khai thác giai đoạn 1, dự án sân bay Long Thành dự kiến là sẽ xong vào năm 2025. Đại biểu cho rằng cần phải có một sự cam kết thật rõ từ phía chính phủ. Đại biểu cũng đặt câu hỏi liệu dự án có bị chậm trong bao lâu và ngoài việc điều chỉnh thời gian lần này thì còn có thể sẽ phải trình nội dung nào khác không? Việc này đã và sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tiến độ hoàn thành? Đưa vào khai thác giai đoạn 1, dự án sân bay Long Thành vào năm 2025 có chậm không? Chậm bao nhiêu lâu? Bà Hoa đặt hàng loạt câu hỏi. Về đề xuất kéo dài thời hạn giải ngân đối với nguồn vốn, đại biểu Hoa đặt vấn đề nội dung này có đủ điều kiện để có thể xem xét kéo dài ngân sách vốn đã giao từ năm 2021 sang năm 2024 có phù hợp với Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước không? Bà Hoa đặt hàng loạt câu hỏi và yêu cầu chính phủ cần làm rõ điều này. Theo bà Hoa, dự án sân bay Long Thành là một dự án rất lớn và vắt qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội. Quốc hội khóa 13 đã thông qua chủ trương đầu tư, Quốc hội khóa 14 thì ban hành Nghị quyết 53/2017 trên QH14 đồng ý cho tách dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Lần này, Quốc hội khóa 15 xem xét chấp thuận sẽ đưa vào nghị quyết kỳ họp thứ 6 cho phép lùi thời hạn giải ngân dự án thành phần. Điều này là một sự cố gắng, nỗ lực và sự đồng hành của Quốc hội đối với chính phủ để thực hiện một dự án lớn và hy vọng là tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025 sẽ được bảo đảm và không có thêm một lần trình lùi hoãn thời gian nào nữa, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa nêu rõ. Thời gian tới, CafeLand TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh CafeLand TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!